Quốc Dũng và Jenny xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tin Buổi Sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ. Phần tin trên đài truyền hình Việt Mỹ ngày hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Tòa công lý quốc tế ra phán quyết về can dự của Nga tại Ukraine. Hải quân Nga nhận 40 tàu chiến các loại trong năm 2017. Lãnh đạo United Airlines gặp lãnh sự Trung Quốc. Tổng thống George W. Bush nhập viện ở Houston. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo biểu tình phản đối đàn áp. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới cùng với biên tập viên Jenny. Tin Philippines. Philippines có thể cho quân đội xâm nhập hang ổ của Abu Sayyaf. Theo như Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Duterte vào ngày 19 tháng 4 cảnh báo ông có thể cho quân đội xâm nhập hang ổ của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, nhằm kết thúc cuộc chơi sau khi nhóm này đã cố gắng bắt cóc các du khách trên một hòn đảo nghỉ dưỡng hồi tuần trước. Phát biểu trong một cuộc họp báo an ninh tại thành phố Tabilaran thuộc đảo Bohol, miền trung của Philippines, Tổng thống Duterte khẳng định tôi sẽ có thể xâm nhập Jolo. Tất cả quân đội, hải quân sẽ tới đó. Đó sẽ là một cuộc chiến. Đó là điều chúng muốn. Tôi sẽ cho chúng điều đó. Khi đề cập tới hang ổ của Abu Sayyaf, nhà lãnh đạo Philippines cũng nói rằng chúng phải ở đó. Chỉ thị của tôi đối với lực lượng hải quân là nhằm thổi bay chúng, không có sự nhượng bộ. Những phát đại bác sẽ hủy diệt chúng. Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng trao thưởng cho những công dân hỗ trợ hoạt động truy bắt các phần tử Abu Sayyaf tại Bohol với số tiền trị giá 1 triệu peso, khoảng 20.160 đô la. Kính thưa quý vị. Nga bác bỏ thông tin về số người thiệt mạng trong giao tranh ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 19 tháng 4 đã bác bỏ một thông tin của hãng tin Reuters nói rằng Nga và giảm bớt số dầu. Nga đã giảm bớt số nhà đầu tư nhân và quân nhân của nước này thiệt mạng trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhằm giành lại thành phố Pirama của Syria. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời đề nghị của Reuters bình luận về số người thiệt mạng, nhưng tuyên bố thông tin hãng tin này đưa ra là giả mạo. Cơ quan này nói rằng đó là một sự kết hợp hoàn toàn dối trá của các tin đồn được thu thập một cách bừa bãi nhằm làm chệch hướng chú ý vào sự giả dối trong cái gọi là cuộc tấn công hóa học tại Khan Sheikhoun. Trước đó, vào ngày 18 tháng 4, Reuters đưa tin số người Nga thiệt mạng trong giai đoạn từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3 trong các cuộc giao tranh ở Palmyra là 21, gấp 4 lần con số chính thức mà Bộ Quốc phòng Nga công bố là 5, kính thưa quý vị. Tòa công lý quốc tế ra phán quyết về can dự của Nga tại Ukraine. Theo như AFP đưa tin vào ngày 19 tháng 4, Tòa án công lý quốc tế viết tắt là ICJ đã bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn cản việc Nga bị cho là cung cấp tài chính và vũ khí cho khu vực miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, trong một phán quyết tạm thời đầy phức tạp, ICJ đã đồng ý rằng Moscow phải bảo vệ những quyền lợi của các nhóm sắc tộc người Ukraine và Tatar tại bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Trước đó, thì Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ở La Hague, Hà Lan, tuyên bố sẽ ra một phán quyết vào ngày 19 tháng 4 tới liên quan đến nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn cản Nga cung cấp tài chính, vũ khí và binh sĩ cho khu vực Donbass. Ukraine hiện cũng đang kêu gọi ICJ ra phán quyết yêu cầu Nga ngừng cái mà Kiev gọi là sự phân biệt chủng tộc đối với nhóm thiểu số ở Crimea, nhất là cộng đồng người Tatar. Các vụ khiếu kiện lên ICJ có thể phải mất nhiều năm mới được tòa án này xem xét giải quyết, và Ukraine hiện đang tìm kiếm những biện pháp bảo vệ tạm thời. Mặc dù phán quyết cuối cùng của ICJ là không thể thay đổi và mang tính ràng buộc, nhưng tòa án này lại không có các biện pháp để đảm bảo sự tuân thủ đối với những phán quyết này, thưa quý vị. Trung Quốc quan ngại cảnh báo của Triều Tiên về chiến tranh hạt nhân. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19 tháng 4 thực sự quan ngại những tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa và khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Phát biểu trong một cuộc họp báo,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi lời nói hay hành động có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, Triều Tiên đã chỉ trích Hoa Kỳ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về một đòn trả đũa không thương tiếc trong trường hợp Hoa Kỳ phát động tấn công. Tin Thái Lan, lễ hỏa táng cố quốc vương Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 10. Một viên chức trong chính phủ Bangkok cho hay lễ hỏa táng cố quốc vương Thái Lan Bhumibol sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 10 năm nay. Viên chức yêu cầu không nêu tên cho hãng thông tấn Reuters biết chương trình lễ tang sẽ kéo dài 5 ngày, sau đó là lễ đăng quang của tân quốc vương Maha. Sau 7 thập niên trị vì, quốc vương Bhumibol băng hà hồi tháng 10 năm ngoái, hưởng thọ 88 tuổi. Hai tháng sau, hoàng thái tử Maha kế vị, nhưng quyết định chỉ làm lễ đăng quang sau lễ hỏa táng vua cha, tức sau một năm trời người dân Vương quốc Thái để tang cho vị vua đáng kính. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng, sau khi tân vương lên ngôi, chính phủ quân sự đương thời sẽ loan báo ngày tổ chức cuộc bầu cử quốc hội để cử tri Thái chọn người đại diện và đảng chiếm nhiều ghế đại biểu nhất sẽ đứng ra thành lập chính phủ, thưa quý vị. Tin từ Philippines, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Duterte giảm bớt. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Phi vẫn ủng hộ chính sách bài trừ ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng, nhưng không cao như kết quả trước đây. Theo kết quả cuộc thăm dò qua Social Weather Station công bố hôm qua, 78% những người được hỏi cho hay họ hài lòng với chính sách chính quyền đang thực hiện để bài trừ một trong những vấn đề nan giải của xã hội không. Hồi tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ người ủng hộ lên tới 85%. Cũng trong cuộc thăm dò là 92% cho rằng điều quan trọng là chính quyền phải bắt giữ bọn buôn bán ma túy thay vì cho phép nhân viên công lực nổ súng giết chúng. Kể từ ngày chính sách này được thi hành hồi cuối tháng 6 đến nay, cảnh sát và dân phòng Phi đã bắn chết gần 9.000 người sử dụng hoặc bán ma túy. Nhiều quốc gia và những tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng chính phủ Phi có trách nhiệm bắt giữ, điều tra và truy tố những kẻ phạm pháp ra tòa, thay vì cho nhân viên công lực nổ súng bắn chết ngay tại hiện trường. Cảnh sát Phi nhiều lần lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích, nói rằng cảnh sát phải nổ súng để tự vệ. Ngày chính Tổng thống Rodrigo Duterte cũng từng đưa ra lời phát biểu đối với nội dung cho rằng các chính phủ nước ngoài không thấy rõ hiểm họa ma túy gây nên cho Philippines. Nói thêm rằng, ông sẽ ân xá cho những nhân viên cảnh sát nào bị tòa kết tội đã nổ súng giết bọn buôn bán hay sử dụng ma túy. Hải quân Nga nhận 40 tàu chiến các loại trong năm 2017. Vào ngày 19 tháng 4, Tham mưu trưởng Hải quân Nga là Đô đốc Vladimir Korolev cho biết lực lượng này dự kiến sẽ tiếp nhận 40 chiếc tàu xuồng trong các loại trong năm 2017. Trong năm nay, chúng tôi có kế hoạch sẽ nhận 40 chiếc tàu chiến, trong đó có khinh hạm Đô đốc Gorshkov và khinh hạm Đô đốc Marakov. Chúng tôi cũng có kế hoạch tiếp nhận các tàu tên lửa hạng nhẹ và khởi động nhiều tàu chiến trong năm nay. Đô đốc Korolev cho biết, hồi tháng 3, ông Korolev cho hay các lễ đặt khi khởi động được lên kế hoạch cho năm 2017, gồm có Knivos Vladimir, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei II và Yuramov là chiếc tàu ngầm lớp Yasenem thứ 6 và cuối cùng trang bị một loạt ngư lôi, tên lửa chống hạm và một loại thủy lôi. Ngoài ra, thì Đô đốc Korolev còn cho biết chiếc tàu phá băng tuần tra đa năng đầu tiên của Hải quân Nga mang tên Ivan Papanin đã được khởi động tại St. Petersburg vào ngày 19 tháng 4. Dự kiến tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga sau năm 2020. Ông nhấn mạnh rằng tàu đa năng Ivan Papanin có thể hoạt động như một tàu tuần tra chiến đấu cũng như một tàu phá băng để dẫn đường cho các tàu khác dọc tuyến đường biển phương Bắc. Ngoài ra, tàu còn có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ nghiên cứu. Trong khi đó, thì theo Đô đốc Korolev, một chiếc tàu phá băng khác là Nikolai Zubov dự kiến cũng sẽ được khởi động trong tương lai gần. Tàu Ivan Papanin có chiều dài dự kiến là 108 mét và chiều rộng là 21 mét, sẽ có khả năng vượt qua lớp băng dày khoảng 1,7 mét và tốc độ trung bình khoảng 28 km trên 1 giờ, kính thưa quý vị. Trung Quốc sắp ra mắt hàng không mẫu hạm tự chế. Trung Quốc lên kế hoạch hoàn tất hàng không mẫu hạm tự chế đầu tiên vào dịp 68 năm thành lập Hải quân Giải phóng. Truyền thông nước này cho hay vào hôm 19 tháng 4, cùng thời gian, lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình cũng công bố chương trình cải cách quốc phòng sâu rộng để hiện đại hóa quân đội và tập trung vào các lĩnh vực ngoài bộ binh thuần túy. Nếu mọi việc tiến triển tốt, chiếc hàng không mẫu hạm loại Type 001A của Trung Quốc
có thể ra mắt vào ngày 23 tháng 4 năm nay. Hiện con tàu này đang được xưởng đóng tàu Đại Liên lắp các bộ phận cuối cùng có thể hạ thủy. Tuy thế, theo BBC tiếng Trung từ Hồng Kông, cũng phải đến năm 2019, con tàu mới được đem ra chạy thử để có thể vận hành bình thường từ năm 2020. Chiếc hàng không mẫu hạm hiện Trung Quốc đang sử dụng là tàu Liêu Ninh, vốn có phần vỏ của tàu Varas thuộc lớp Kuznetsov sản xuất từ thời Liên Xô của Ukraine. Tàu Liêu Ninh được Trung Quốc xếp loại Type 001. Nếu hoàn tất đúng hạn, chiếc tàu mới là hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và đóng trong nước, thuộc thế hệ sau là Type 001A. Các báo quốc tế tin rằng sau chiếc tàu mới này, Trung Quốc có tham vọng đóng thêm 4 hàng không mẫu hạm nữa. Theo các tài liệu quốc phòng của Hoa Kỳ, phải đến thế hệ mới nữa, có nghĩa là Type 002, Trung Quốc mới đủ khả năng bỏ hệ thống bệ phóng phi cơ kiểu cũ thời Liên Xô của chiếc Liêu Ninh để chọn công nghệ mới hơn. Trong tiếng Anh gọi là Electromagnetic Aircraft Launch System, giống như tàu USS Gerald Ford CVN-78 của Hoa Kỳ vốn đã sắp bị thanh lý. Quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng nói các hàng không mẫu hạm mới sẽ được trang bị nhiều tiện nghi hơn cho thủy thủ đoàn và có hình dáng giống với các tàu Hoa Kỳ hơn là tàu của Liên Xô trước đây. Cũng trong tuần này, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình công bố cuộc cải cách quân binh chủng của quân giải phóng. Theo China Daily vào hôm 19 tháng 4, ông Tập muốn hiện đại hóa quân giải phóng bằng cách giảm đi 300.000 quân, nhưng tăng đầu tư vào các lực lượng như công nghệ thông tin, tên lửa và hải quân. Dự kiến sang năm 2020, Trung Quốc sẽ lập ra một bộ tư lệnh tối cao liên binh chủng và giảm thiểu cách điều hành theo cơ chế quân khu. Quân đội Trung Quốc sẽ tái cơ cấu và tập trung lại ở các đơn vị cấp lữ đoàn với con số là 84 trên cả nước, báo cáo lên 15 bộ chỉ huy và từ đó lên bộ tư lệnh tối cao. Tin Jordan, quốc vương Jordan trực tiếp cầm súng tập trận. Vua Jordan không lạ gì các mặt trận tuyến đầu, không ít lần ông đã trực tiếp cầm vũ khí tập trận cùng các binh sĩ. Quốc vương Abdullah II phục vụ quân ngũ đã 35 năm, nổi tiếng là một phi công trực thăng giỏi. Jordan là một trong số ít các quốc gia Ả Rập tham gia cùng Hoa Kỳ chiến đấu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Sau khi IS hành quyết mang rợ một phi công Jordan vào năm 2015, vua Abdullah II tuyên bố thực hiện một cuộc chiến khốc liệt nhằm vào mạng lưới khủng bố này. Ngay sau đó, thì quân đội Jordan đã thực hiện 20 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS, kính thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.